Thưa quý vị, căng thẳng đang gia tăng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu khi Washington tiếp tục thúc đẩy EU tăng cường viện trợ kinh tế cho Ukraine. Phía Mỹ cho rằng EU đã chậm chạp trong việc cung cấp tài chính phù hợp cho chính quyền Ukraine. Bên lề hội nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa qua tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã gặp các nhà lãnh đạo của Ủy ban châu Âu và kêu gọi tăng tốc cũng như số lượng các dòng tài chính chuyển đến Ukraine. Việc đẩy mạnh viện trợ tài chính cho Kiev nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp giữa bà Yellen với các bộ trưởng tài chính EU. Bà Yellen nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp tài chính cho chính phủ Ukraine trong những tuần tới với khoản hỗ trợ ngân sách là 4,5 tỷ đô la. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã không đồng ý với ý kiến rằng châu Âu đang chậm chạp hoặc không có đủ khả năng cung cấp gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Nils Wieler cho hay, khoản viện trợ mà EU dành cho quốc gia này đã lên tới gần 18,5 tỷ đô la. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Astana của Kazakhstan nhân dịp tham dự một hội nghị thượng đỉnh Trung Á-Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ đóng cửa các hành lang xuất khẩu ngũ cốc Ukraine nếu chúng được sử dụng cho các hành động khủng bố. Nga đã gửi một lá thư tới Liên Hợp Quốc với khiếu nại về việc thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc hiện tại của Ukraine không được thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của chính Nga, và phía Nga sẽ xem xét lại thỏa thuận này. Những cảnh báo của Nga được đưa ra sau khi xảy ra các vụ nổ phá hủy một phần cây cầu chiến lược nối Nga với bán đảo Crimea. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc hiện tại của Ukraine được lập vào tháng 7 và tính đến ngày 12 tháng 10, hơn 7 triệu tấn ngũ cốc Ukraine đã được xuất khẩu thông qua tuyến đường trên Biển Đen. Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 cam kết gia tăng nỗ lực cắt giảm khí thải và duy trì việc huy động 100 tỷ đô la mỗi năm cho đến năm 2025 để hỗ trợ các nước đang phát triển, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên lề hội nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở Washington vừa qua, các bộ trưởng tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 tái khẳng định cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Các quan chức G7 bày tỏ quyết tâm đẩy nhanh việc chuyển đổi năng lượng xanh, qua đó giúp củng cố an ninh năng lượng. Cam kết của các nước phát triển được đưa ra từ năm 2009 về việc phân bổ 100 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2020 để hỗ trợ các nước đang phát triển giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu, tuy nhiên đã không được thực hiện một cách đầy đủ. Ngay cả trường hợp được giải quyết đầy đủ thì số tiền này cũng chỉ đáp ứng được 3% nhu cầu của các quốc gia. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ tài chính trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, khi hiện nay 80% nguồn tài chính là từ ngân sách quốc gia, một vấn đề rất khó khăn đối với các nước đang phát triển. Thưa quý vị, hôm nay Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, vạch ra lộ trình 5 năm tới và xa hơn với mục tiêu thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Và nhân dịp này thì truyền thông Trung Quốc đã có những đánh giá nhìn lại sự phát triển của đất nước trong 10 năm qua. Có thể nói trong vòng một thập kỷ qua, kể từ năm 2012, thời điểm diễn ra Đại hội 18 bầu ra thế hệ lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Sau khi vươn lên vị trí nền kinh tế thứ hai thế giới từ năm 2010, thập kỷ qua chứng kiến nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năm ngoái, GDP của Trung Quốc đạt hơn 114.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 17.000 tỷ đô la, chiếm hơn 18% tổng GDP toàn cầu, trong khi con số này năm 2012 là 11,4%. Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc cũng có mức tiến dài từ 4,4 nghìn tỷ đô la năm 2012 lên 6,9 nghìn tỷ đô la năm 2021, từ vị trí thứ hai lên vị trí số một thế giới. Chúng ta phải xây dựng hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trình độ cao, tuân thủ và hoàn thiện cơ bản hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa, kiên định, củng cố và phát triển kinh tế công, khuyến khích, hỗ trợ, hướng dẫn kinh tế ngoài công lập phát triển, phát huy hết sức vai trò của thị trường trong việc phân bổ nguồn lực và thực hiện tốt hơn vai trò của chính phủ. Nền kinh tế Trung Quốc hiện là một trong những đầu tàu của nền kinh tế thế giới, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
năm 2021, vào dịp 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc khẳng định đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội toàn diện, khá giả và bước vào chặng đường mới. Trung Quốc cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật về khoa học công nghệ như đưa người lên vũ trụ, xây dựng trạm không gian thiên cung, tàu thăm dò vũ trụ đáp thành công lên bề mặt sao Hỏa, đưa vào sử dụng hệ thống định vị vệ tinh bắt đầu phủ sóng toàn cầu, công nghệ đường sắt cao tốc dẫn đầu thế giới với tổng chiều dài đạt 37.900 km. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng chịu tác động của cục diện thế giới diễn biến khó lường, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo theo bão giá, lạm phát tăng cao trên toàn cầu, dẫn tới sức mua ảm đạm. Mức cầu của thị trường thế giới giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến đại công xưởng như Trung Quốc. Cạnh tranh Trung Mỹ trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến công nghệ, quân sự, được dự báo sẽ tiếp tục gay gắt trong thời gian tới. Trong khi đó, đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã điều phối tình hình chung của chiến lược cho sự trẻ hóa vĩ đại của đất nước Trung Quốc và những thay đổi lớn lao mà thế giới chưa từng thấy trong một thế kỷ qua, đặc biệt là đặt sinh mạng của người dân ưu tiên lên hàng đầu, kiên định chủ trương thực hiện chiến lược Zero Covid để cả nước ta cùng vượt qua đại dịch, thúc đẩy xây dựng một Trung Quốc khỏe mạnh, phát triển. Những khó khăn thách thức đó đòi hỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, hoạch định đường hướng cũng như lộ trình cụ thể để hoàn thành những mục tiêu đặt ra, đặc biệt là mục tiêu 100 năm thứ hai, xây dựng toàn diện nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào năm 2049. Trong thời gian diễn ra đại hội từ nay đến 20 tháng 10, ngoài việc thảo luận và thông qua các báo cáo, nghị quyết, sửa đổi điều lệ đảng, thì các đại biểu sẽ còn bầu ra Ban chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của nhiệm kỳ 5 năm tới và Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới. Đỗ Hưng, phóng viên Báo Nhân dân đưa tin từ Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới vừa khai mạc tại thủ đô Berlin của Đức sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch. Không chỉ là một trong những diễn đàn quốc tế quan trọng nhất về sức khỏe toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới năm nay còn xây dựng lộ trình cho một tương lai khỏe mạnh và bình đẳng hơn. Với hơn 60 phiên họp và thảo luận diễn ra trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 10, Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề chính như đầu tư cho sức khỏe và tinh thần, biến đổi khí hậu và sức khỏe hành tinh, chuẩn bị để đối phó với đại dịch, chuyển đổi số, hệ thống thực phẩm đối với sức khỏe, khả năng phục hồi và công bằng của hệ thống y tế, cuối cùng là sức khỏe toàn cầu vì hòa bình. Phát biểu chào mừng hội nghị, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus kêu gọi tăng cường hợp tác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến sức khỏe và biến thế giới thành nơi an toàn hơn cho tất cả mọi người. Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Thế giới có sự tham dự của đại diện đến từ hơn 100 quốc gia, 300 diễn giả và hơn 6.000 khách mời thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Singapore đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do biến thể phụ BA.2.10 gây ra. Giới chức Singapore cảnh báo không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc hoặc áp dụng một số biện pháp giãn cách xã hội trở lại. Làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới ở Singapore được dự báo sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 11 tới với bình quân 15.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trước mắt, những người cao tuổi hoặc có nguy cơ nhiễm cao cần đeo khẩu trang tại những nơi đông người trong môi trường kín. Bộ Y tế Singapore cũng cho biết hiện tỷ lệ giường bệnh đang điều trị lên tới 93%. Các bệnh viện cần chuẩn bị sẵn hơn 800 giường cho bệnh nhân COVID-19 trong 2 tuần tới. Biến thể phụ BA.2.10 lây nhiễm nhanh hơn nhưng ít nguy hiểm hơn và tới nay chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT+7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.